Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động 10 Phút nha. Sáng nay lu bu quá không có clip nha anh em. Bây giờ buổi chiều rồi nha, mình lên clip tiếp tục giới thiệu máy cho anh em nha. Số thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Anh em nào mà có số tài khoản thì chứng khoán thắng. Số cọc 50 Viettel 150 100 gì chứng khoán cũng được hết anh em. Còn anh em nào mà chứng khoán thắng hết số tiền luôn á thì mình bao ship cho anh em luôn nha. Ok, thì tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng nếu anh em cọc thế, cọc tài khoản. Còn tiền ship anh em vui thường cộng thêm 35-40 ngàn tiền ship nha, tùy theo khu vực xa gần nha anh em. Mà mình có ship code toàn quốc đó, nên là anh em ở khu vực nào mình cũng ship được nha anh em. Rồi, không dài dòng nữa nha. Con máy đầu tiên trong clip này là bảo là một con Oppo A37. Oppo A37 nha anh em. Máy cái con này thì đa số là mình đã thay vỏ mới hết cho anh em rồi nha. Vỏ thì thay mới can sạc pin rồi. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin con này là 2420. Máy đẹp và như bóc hộp luôn. Đó, sáng đẹp ha. Cảm ơn rất là mượt nha. Nói chung con này thì giờ nó cấu hình không còn đã không có cao siêu gì nữa rồi. Bình thường thôi, chủ anh em nghe gọi với xem YouTube, Zalo, Facebook lướt nhẹ nhẹ. Đó, ok nha anh em. Chơi game không nói đâu nha. Những em nói chơi game được không thì mình xin thông báo là không có chơi game được. Dòng này thì không có thể chơi game đâu, xem YouTube thôi. Dành cho anh em cô chú lớn tuổi hoặc là những anh em lao động ha. 1.050.000 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. 1.050.000. Khóa sạc đầy đủ cho anh em. Tiếp theo là con iPhone 6 Lock 16GB. Máy nguyên zin, vỏ theo có xuất sắc nha anh em. Y chang clip mình quay luôn. 16GB nha anh em. Máy lock ha. SIM ghép anh em tự chịu nha, mình không bao SIM ghép nha. SIM ghép bên này, cái loại này bên mình mới hot rồi. Pin thì đang chế độ bảo trì. Ui, dung lượng 19 thôi, cái này buộc phải thay pin mới cho anh em rồi. Cái này sẽ thay dung pin mới cho anh em. Mình mà thu mới thu mình cũng không có để ý dung pin nha. Con này thay pin mới 100% cho anh em luôn. Thêm cho mình 100.000 thôi nha. Thêm 100.000 nữa nha, mình tính pin anh em 100% luôn. Để đem giá con này là 950. Cộng pin mới, ok nha anh em. 950 nha, pin mới cho anh em luôn. Mọi chức năng thì full. Rồi. Giá quá bèo luôn. Thay pin mới cho anh em luôn nha, anh em yên tâm. Đó. 16GB. Ok nha, kính đẹp keng nha. Chỉ có cái vỏ thì xuất sắc nhẹ. Con này để em mua 950 nha. Thay pin mới luôn. Anh em mua nhớ báo em mình để mình thay pin nha. Nhiều khi quên ha. Tiếp theo là con Samsung A01. Máy nguyên zin. Đẹp tầm 98. Vỏ rất là ok luôn. Đó. Vỏ ok nha. Kính đại giác lực rồi, đẹp keng luôn, máy nguyên zin nha. Samsung A01 ha, máy riêng đẹp. Con này đánh giá tầm 98. Màn hình rất sáng đẹp nha. Có mấy anh em cô chú á hỏi là cái máy nào mà Samsung nhỏ nhỏ gọn thì mình thấy con này là quá ok nha, đúng theo tiêu chí á, mình lựa chọn luôn. Nó rất là nhỏ gọn và đẹp. Chức năng thì không có phải là quá là ghê. Con này chỉ nghe gọi YouTube, Zalo, Facebook ok. A01 màn hình 5.7 nha anh em, RAM 216, pin con này là 3000. Và giá để cho anh em là bèo nhèo luôn, 1.350. 1.350.000 nha, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. 1.350. Một con duy nhất thôi, anh em nào cần thì gọi liền nha. Và tiếp theo là con Samsung A10. Samsung A10 màn hình 6.2, RAM 232, pin con này là 3400. Máy thay vỏ sao đẹp keng rồi, vỏ sao thay nha. Màn hình trước thì đại giác cơ lực, kính đẹp. Đó, màn không hề xuất sắc nha. Đó, sáng rất là sáng đẹp nha. Chức năng full. Bỏ SIM là xài nha anh em, máy 2 SIM ha. Bỏ SIM là quốc thôi, không có len tên con này rồi. Đây, thông tin điện thoại A10, RAM 232, con này ra đi cho anh em giá 1.700.000, kèm sạc dán kính nha, 1.700.000 nha anh em. Máy đẹp tầm 98-99 luôn. Tiếp theo là con Oppo A57 anh em. Oppo A57 máy riêng nội địa. Máy riêng nội địa xài rất là mượt nha. Con này màn hình 5.2, RAM 332, pin 2.900. Con này còn mình có nhận boxy nha, anh em nào mà lấy số lượng thì inbox cho mình nha. Số lượng là sao? Là tức là từ 2 cây trở lên nha anh em. Một cây mình không thể bán giá sỉ được nha. Một cây là anh em xài mang tính chất lẻ rồi thì mình có giá lẻ cho anh em. Còn sỉ thì mình sẽ bớt giúp đỉnh để anh em về bán lại kiếm được đồng lời ha. Đó, con này là RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.2, pin 2.900.
máy đẹp keng xà beng 98.99% luôn, nguyên zin nội địa đó, bán nội địa nha anh em. Đây là con này để anh em giá 1450 nha, 1450 kèm sạc dán kính, máy đẹp keng xà beng luôn nha. Rồi, tiếp theo cho anh em là con Samsung A70, còn gấp lưng cho anh em luôn. Samsung A70 máy đẹp tầm 97, lưng xem có xuất sắc gì này, nguyên zin nha, kính này keng xà beng ha, kính keng xà beng luôn. A70 màn hình 6.7, RAM 6 bộ nhớ 128, pin con này là 4.500 nha anh em, pin 4.500 nha. Máy kính đẹp keng là 98.9 luôn, mang máy nguyên zin, vỏ đẹp, kính đẹp đó, wifi đó ok hết nha. Thông tin điện thoại A70, chức năng full quốc tế ok nha, bỏ sim là xài máy Việt Nam 2 sim. Con này đến em giá 3.8 triệu nha, 3.8 triệu ha, kèm sạc dán kính nha anh em nha. Tiếp theo là con Samsung A30 bản hàng, máy màu đen xám, đẹp keng 98, nguyên zin, RAM 332, màn hình 6.4, pin con này 4.000, kính đẹp keng, không hề phút xước nha, lưng sườn keng xà beng luôn. Nói chung là quá là đẹp, con này đánh giá tầm 98 trở lên. Đó. Chức năng thì anh em phải khói vàng rồi, nên mở nguồn lên cho anh em xem. A30. Máy đẹp và nói chung là 98.9 nha anh em, chức năng full ha, RAM 332, A30 bản hàng 1 sim, màu đen xám ha. Con này ra đi cho anh em 2.7 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha, 2.7 triệu nha anh em. Tiếp theo là con G737 bản hàng, máy đẹp 99, con này 98.9 thoải mái luôn, RAM 332 luôn, màn hình 5.5 inch, và pin con này là 3.300 nha. Nói chung là rất đẹp, kính này keng luôn. Galaxy Y 3 con này để anh em giá 1.780, 1.780.000, kèm sạc dán kính cho anh em nha, một con duy nhất Samsung A30 bản Việt Nam anh em, A30 bản Việt Nam, màu xanh xám, xanh nhạt nhạt này nha, lưng sau xước xước, không được đẹp keng nha. Mang này còn guarantee, không có vết xước luôn. A30 bản Việt Nam 2 sim, RAM 332, màn hình hôm nay là 6.4, pin 4.000, mọi chức năng là hoạt động ổn định nha, nguyên zin, chức năng full. A30 màu xanh zin. Con này RAM 464 nha anh em. Con này RAM 464 chứ không phải 332 anh em. 464 giá 2.9 triệu nha. 2.9 triệu kèm sạc dán kính nha. iPhone 8 nhỏ nha anh em. iPhone 8 nhỏ, máy zin quốc tế. Con tay chân đầy đủ, full quốc tế, nói chung là bỏ sim xài. Mọi chức năng full hoàn hảo. Máy đẹp tầm 98. 98 trở lên nha. 64GB anh em. 64GB. Mà thử pin con này như pin 91 nha nè, pin cao nha, máy đẹp nha, màn đẹp keng luôn, con tay chân đầy đủ, chức năng full. A8 nhỏ, iPhone 8 nhỏ, con này ra đi nha anh em giá 4.4 triệu nha, 4.4 triệu, kèm sạc dán kính nha anh em luôn, máy keng luôn, phải nói 98 trở lên. Samsung Oppo F5 máy riêng luôn, lần sau có xuất sắc như clip mình quay nha. RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin con này là 3.200, kính đẹp, vỏ là xuất sắc ít lắm, không có đáng kể máy nha, còn rất là đẹp đó, máy sáng đẹp nha, wifi ok luôn. Oppo F5 RAM 432, con này đã đi anh em giá của nó là 2 triệu nha, 2 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Rồi, mới thu được con Vsmart Joy 3, Vsmart Joy 3 RAM 332, màn hình 6.5 inch, pin con này 5.000, có ốp lưng cũ của khách, cũ luôn. Rồi, máy đẹp 99 nha, 98.9 luôn, nguyên zin, sườn vỏ đẹp keng, máy màu đen, con này RAM 332 nha, bữa anh có con RAM 464 bán rồi, lưng có một màn hình có một hai cọng lông mèo nhẹ thôi đó, máy cực đẹp.
6 viên rưỡi, pin 5.000 nha nè. Pin con này đặc biệt là to bò nha. 5332 5.000. Rồi ba. Con này ra đi cho anh em giá 1850. 1850 kèm sạc giang kính nha. Đây lút. G7 Prime màu bạc thay vỏ. Thay vỏ kem. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332. Pin con này là 3300. Máy đẹp càng như clip nha. Cái sim mình bỏ qua, tí mình bỏ vô. Đó, màn sáng đẹp ha. Đại nhắn lực cho anh em rồi. Bỏ sim vô là xài nha. RAM 332. G7 Dream. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1650 nha. 165. Em sạc giá lực cho anh em luôn nha. Máy thay vỏ để kẹt sạc bèn luôn. Tiếp theo cho anh em là con Xiaomi Mi 8. Xiaomi Mi 8 nha. Màn hình 6.21. RAM 664. Pin 3400. Máy đẹp 98.9. Clip mình quay rất rõ nha. Anh em cứ xem kỹ trước khi đặt máy nha. Kính thì đã dán cái lực cho anh em rồi. Hỏi vết xước nha. Xiaomi Mi 8 nha. Chức năng hoạt động ổn định, không hề lắc lướt hết nha anh em. Mi 8 nè. RAM 664. Hệ thống rồi. Đó, hiển thị rất là sắc nét. Mi 8 để anh em giá của nó là 3.500.000 nha. Kèm sạc và giáng lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. 3.500.000. Máy nói chung là rất đẹp nha. Rồi, clip này nhanh gọn kết thúc tại đây nha. Thân ái chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai nha.